Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Quay tơ. Trời mới hừng đông, mặt trời còn chưa ló dạng, chân trời đã ánh lên một màu cam rực rỡ. Cánh cửa sau phường nhuộm hoán hoa kẹo kẹt mở ra, mười mấy thiếu nữ tóc búi sơ sài, tay sách giỏ trúc, cười nói rôm giả bước về phía bờ sông. Đến bờ hoán hoa khê, các thiếu nữ lấy những cuộn tơ nhuộm từ trong giỏ ra, chia thành từng nhóm hai người, cùng nhau rũ cho tơ bung ra rồi thả xuống nước tẩy trắng. đang độ tuổi xuân thì các cô gái ở phường nhuộm cười nói vui vẻ như chim hót buổi sớm mai, díu rít trong trèo, làm say lòng người. ven bờ có cây xanh mướt, hoa phù dung nở rộ khoe sắc. từng cuộn tơ nhiều màu sắc lấp lánh nổi bồng bềnh trên mặt nước, nhuộm cả một khúc sông xanh tựa gấm vóc. lúc này một cô gái tinh mắt nhìn thấy thiếu nữ gần nhất đang một mình vất vả giặt tơ, ngạc nhiên hỏi. Lục Nhi, sao chỉ có một mình ngươi? Lục Nhi buồn bã đáp. Hôm nay nương tử lại gọi Tương Nhi đi cùng người đến Trúc Lâm tự dâng hương rồi. Các thiếu nữ khác nghe vậy, không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen tỉ, xì xào bàn tán về cơm chay ở Trúc Lâm tự. Tử Nhi tức giận ném mạnh cuộn tơ xuống nước, bực bội nói. Nương tử mỗi lần ra ngoài đều chỉ gọi mối Tương Nhi. Tiện nhân ấy có đánh chết cũng chẳng nói được câu nào, sao lúc nào cũng lọt vào mắt xanh của nương tử thế không biết. Một cuộn tơ chìm xuống nước, bắn tung tóe nước lên người Lục Nhi. Một mình giặt cả một giỏ tơ lớn đã bực bội lắm rồi, lại còn bị bắn nước ướt hết người, Lục Nhi không nhịn được nữa. Nàng chạy đến chỗ Tử Nhi, đẩy mạnh một cái. Tử Nhi hét lên một tiếng rồi ngã xuống nước. Lục Nhi túm lấy tay Tử Nhi, cười lạnh. Có bản lĩnh thì cũng khiến nương tử dẫn ngươi đi chứ, giận cá chém thớt với ta làm gì. Tử Nhi bị ngã xuống nước, ướt sũng cả người, vừa xấu hổ vừa thấy mình bị bắt nạt, khóc lóc nhào về phía Lục Nhi. Hai người rằng co nhau từ trên bờ xuống dưới sông, khiến các cô gái khác sợ hãi vội buông hết công việc đang làm để chạy tới can ngăn. Trong lúc lộn xộn, cuộn tơ Lục Nhi đang giặt bị nước cuốn trôi. Lục Nhi thấy cuộn tơ bị cuốn ra giữa sông, không biết phải làm thêm bao nhiêu ngày công mới bù lại được, mặc kệ mọi người can ngăn, vừa khóc vừa kéo Tử Nhi xuống sông. Ngươi phải vớt cuộn tơ lại cho ta. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Quý ma ma phụ trách giám sát không ngờ chỉ chậm trễ ra ngoài một lát mà bên hoán hoa khê đã náo loạn cả lên. Nàng cầm chiếc gậy đào quần áo, lắc lắc thân hình mập mạp, vừa chạy vừa quát. Đợi đến khi quý mama lôi tử nhi và lục nhi từ dưới suối lên bờ, cả hai đều tóc tai rũ rượi, quần áo ướt sũng, trông vô cùng nhếch nhác. Các cô gái im lặng tiếp tục công việc giặt rũ, vừa làm vừa lắng nghe quý mama ma mắng mỏ. Quý mama ma cao lớn, vạm vỡ không chút nương tay, vung cây gậy đảo quần áo về phía mông tử nhi và lục nhi. Chỉ một gậy thôi, hai nàng đã từ thế quỳ chuyển sang nằm sấp, đau đến mức phải kêu lên nhận lỗi. Mama, thiếp sai rồi. Mama, thiếp cũng không dám nữa. Tử Nhi và Lục Nhi vừa khóc lóc vừa cầu xin tha thứ, quý mama đánh mỗi người ba gậy mới chịu dừng tay, vừa chỉ vào hai người vừa mắng. Chẳng trách nương tử không dẫn các ngươi ra ngoài, lúc nào cũng thích gây sự hiếu thắng, làm gì có được một nửa sự dịu dàng hiểu chuyện của Tương Nhi. Tử Nhi cắn môi, càng nghĩ càng hận Tương Nhi, buột miệng nói. Nương Tử đâu có thích Tương Nhi vì nàng ta hiểu chuyện. Rõ ràng là muốn lừa phu nhân để đi tìm thuốc nhuộm học nghề. Người chỉ là thấy Tương Nhi nhát gan không dám nói thôi. Quý Mama giật mình hoảng hốt. Cái gì? Nương Tử lại lén vào phường nhuộm. Giỏi lắm, nhất định là các ngươi nịnh hót Nương Tử để lừa phu nhân có đúng không? so với việc đánh nhau là mất cuộn tơ, việc để tiểu nương tử lén vào phường nhuộm còn khiến phu nhân tức giận hơn. Tử Nhi và Lục Nhi sợ hãi run rẩy. Lục Nhi nhanh miệng nói: là tương nhi dẫn tiểu nương tử đi. Tử Nhi vội vàng nói thêm: vì vậy mỗi lần ra ngoài tiểu nương tử đều chỉ dẫn mỗi tương nhi thôi. Quý mama nào có tâm trí để ý đến suy nghĩ của lũ con gái? nàng là người hầu hồi môn của quý thị, trung thành là trên hết. Nghe tin tiểu nương tử nhà mình lại lén vào phường nhuộm, mặc kệ đang mắng mỏ, nàng túm lấy hai cô gái như sách gà con rồi vội vã về nhà. Quý ma vừa đi khỏi, đám thiếu nữ bên sông lại xôn xao bàn tán, cá cược với nhau. Ta cược 10 đồng tiền, nương tử lần này ít nhất phải bị phạt quỳ từ đường 3 ngày. Ta cược phu nhân sẽ phạt nương tử theo 10 chiếc khăn. Cấm túc một tháng. Hồng Nhi lớn tuổi nhất tức giận quát. Các người còn tâm trí mà cá cực chuyện của nương tử à. Mỗi người làm ít đi ba cuộn, chia thêm hai giỏ nữa. Nếu không làm xong trước trưa thì đừng hòng được ăn cơm. Bị quát một trận, đám thiếu nữ không dám lơ là nữa. cúi đầu làm việc, vừa làm vừa nhỏ giọng oán trách từ Nhi và Lục Nhi. Chủ nhân phường nhuộm hoán hoa họ quý, Tờ lụa đỏ thẫm của nhà họ quý nổi tiếng khắp phủ ích châu là nguyên liệu không thể thiếu để dệt nên loại gấm thượng hạng dùng để tiến cống đáng tiếc dòng họ quý không có nhiều con trai đến đời này vẫn chỉ có một trai một gái quý lão gia và phu nhân rất mực yêu thương nhau dù biết chỉ có một con trai thì không thể nào làm dạng dỡ gia tộc nhưng lão gia vẫn không chịu nạp thiếp một nhà bốn người vốn sống sung túc êm ấm nào ngờ bất hạnh ập đến. Quý tiên sinh chưa đến 30 tuổi đã qua đời vì một trận cảm lạnh, bỏ lại quý thị đau khổ cùng hai đứa con thơ dài. Dân phong thời đường cởi mở, không cấm quá phụ tái giá. Lúc ấy quý thị mới 24 tuổi, nhàn sắc tuyệt trần lại là chủ nhân của phường nhuộm nổi tiếng khắp phủ Ích Châu. Quan trọng hơn, nàng còn nắm giữ bí quyết nhuộm màu tơ lụa gia truyền đã mấy trăm năm của dòng họ quý. Vì vậy, vừa hết tang cửa phường nhuộm hoán hoa đã bị đám bà mối đạp nát bí quyết nhuộm màu của nhà họ quý chỉ truyền cho con trai không truyền cho con rể truyền cho con dâu chứ không truyền cho con gái nếu quý thị tái giá phường nhuộm hoán hoa sẽ đổi chủ bí quyết nhuộm màu của nhà họ quý cũng không giữ được nữa quý thị nghiến răng dứt khoát không tái giá nữa mà dồn hết tâm sức nuôi dạy con trai vì là quá phủ, phường nhuộm cũng không lớn, người làm trong nhà không nhiều. Tuy quy mô nhỏ nhưng mọi việc đều đâu ra đấy, mỗi người một việc, rõ ràng, ngăn nắp. Quý Phú, người đánh xe ngựa, vợ ông là Quý Ma Ma. Quý Ma Ma quản 15 vú già và 10 cô gái nhỏ trong phường nhuộm. Trước đây, khi Quý Thị về nhà chồng còn có ba bà vú đi cùng. Lý Ma Ma ở vậy từ nhỏ, không lấy chồng, tận tâm phục vụ quý thị, giúp bà quản lý sổ sách. Điền ma quản lý nhà bếp, sau này lấy điền quý, người gác cổng của nhà họ quý. Ngô ma ma lấy quý quý, em trai của quý phú, người quản lý bất động sản của phường nhuộm. Bà quản lý đám nha hoàn trong nhà, trong đó có quý anh anh và cậu chủ nhỏ quý diệu đình. Nhờ có những người tâm phúc này, sau khi chồng mất, Quý thị mới có thể quản lý phường nhuộm hoán hoa đâu ra đấy. Nàng vừa có thể ra ngoài bàn chuyện làm ăn, vừa quán xuyến việc chu gia toàn. Quý anh anh mới 10 tuổi đã biết giúp mẹ việc nhà. Lăng Nhi là nha hoàn riêng của Quý anh anh. Khế ước của Lăng Nhi nằm trong tay Quý thị, mọi hành động của Quý anh anh đều bị Quý thị nắm rõ. Quý anh anh không dám dùng Lăng Nhi. Mỗi khi ra ngoài, nàng đều tìm cách sai Lăng Nhi đi làm việc vặt rồi gọi Tương Nhi, cô bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi cùng. Không nói đến việc quý phu nhân xử lý Tử Nhi và Lục Nhi ra sao. Bên này, quý anh anh như chim sổ lồng, đã cùng Tương Nhi ra khỏi trấn. Xe ngựa chạy trên quan đảo, hai bên ruộng đồng xanh mướt như tấm thảm trải dài đến tận chân trời, điểm xuyết những cánh đồng hoa cải vàng rực đang nở rộ. Quý anh anh nhìn cảnh sắc tươi đẹp, chợt nảy ra ý tưởng quý thúc, thúc nói xem nước ép rau mạ có thể nhuộm ra màu xanh như thế này không? Cánh hoa cải non mềm như vậy, không biết có thể vò ra màu vàng giống thế này không? Quý phú đánh xe ngựa đã mấy đời làm người hầu cho nhà họ quý. Ông tính tình hiền lành, rất thương yêu tiểu thư nhà chủ, nhìn màu xanh đậm và vàng tươi xen kẽ, cười nói. Lão nô không biết đâu. Tiểu thư thông minh, không ngại. Nói đến đây, ông ấp úng. Nửa câu sau bị quý phú nuốt trở vào. Bí quyết nhuộm của nhà họ quý không truyền cho con gái, ông chỉ là một gia nô, làm sao dám xúi dục quý anh anh thử nghiệm. Chỉ đành cười trừ cho qua chuyện. Nếu ca ca mà có ý này, chắc chắn nương sẽ vui mừng lắm. Không cho ta học nhuộm, ta sẽ không có cách nào khác sao? Quý anh anh vốn hay đối nghịch với mẹ, đôi mắt đen lấy đảo một vòng rồi nảy ra ý. Phu nhân suốt ngày bắt ca ca học thuộc bảng màu, học cách nhuộm. Để rồi bảo ca ca nói lại cho ta nghe là được. Quý phú cười lớn. Ý hay. Tương Nhi cũng mỉm cười. Trong lòng nàng và Quý phú đều đang thầm nghĩ, nhà họ Quý đúng là ít con cháu. Đáng tiếc, cậu chủ nhỏ được chọn để kế thừa gia nghiệp lại không thông minh bằng một nửa tiểu thư. Nhưng tiểu thư đã 16 tuổi, đến tuổi cập kê rồi. Nhà họ quý không thể giữ nàng lại mãi. Cũng không thể để nàng mang bí quyết nhuộm màu của nhà họ quý về nhà chồng được. Nghĩ vậy, việc quý phu nhân không cho quý anh anh vào phường nhuộm cũng là điều dễ hiểu. Quý anh anh không thể tưởng tượng được nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là nàng thích nhuộm vải, thích pha trộn các loại khoáng thạch và thảo mộc với nhau, tạo ra những màu sắc tươi đẹp khác nhau. Mỗi khi nhìn thấy những cuộn tơ đủ màu sắc, nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không cho nàng học. Nàng có thể tự học mà. Nếu như mẫu thân biết gần đây mấy vải tơ do chính tay nàng nhuộm, chắc chắn sẽ chạy vào từ đường khóc lóc với bài vị của cha. Chuyện này có thể trách nàng sao? Màu mà ca ca nhuộm ra trông như phân chó, nước tiểu vàng khe, còn nàng có thể nhuộm ra màu vàng sáng rực rỡ hai giá mà có thể đổi thân phận với ca ca thì tốt biết mấy đáng tiếc nàng đã thề sẽ không nhuộm vải cho nhà nào khác ngoài nhà họ quý tơ lụa đỏ thẫm và tơ hoán hoa là bí quyết của nhà họ quý nàng tuyệt đối không động đến mẫu thân vẫn là không tin tưởng nàng nghĩ đến đây quý anh anh không khỏi cảm thấy tức giận không cho ta học ta càng muốn học chương hai hẹn hò sao núi xe ngựa đi hơn một canh giờ thì đến Trúc Lâm Tự. Quý anh anh nhảy xuống xe, cười hì hì đưa cho quý phú ba đồng tiền. Quý thúc vào quán trà kia uống chén nước nghỉ ngơi đi. Ta dẫn Tương Nhi đi dâng hương, lát nữa chúng ta ăn cơm chay rồi về. Mỗi lần đều như vậy nên quý phú cũng không thấy có gì khác lạ. Nhận tiền rồi vào quán trà trước cổng chùa ngồi uống trà nghỉ ngơi. Quý anh anh cười danh mãnh, dẫn Tương Nhi lên núi trúc lâm tự được xây dựng trên một sườn dốc thoai thoải trước núi trước chùa có rừng trúc xanh ngát nên mới có tên như vậy chùa không lớn chỉ là một sân tứ hợp vuông vức vừa bước vào cổng chùa đối diện là một tòa chánh điện ba gian hai bên là dãy phòng khách và nhà bếp nhà kho chứa củi tuy nhiên từ cửa sau đi ra có một con đường nhỏ dẫn thẳng lên núi trên núi mọc đầy cỏ dải cây thị và sồi tất cả đều là những loại thực vật có thể dùng để nhuộm màu. Trong mắt quý anh anh, ngay cả hoa cải cũng có thể khiến nàng nghĩ đến việc có thể dùng nó để nhuộm hay không, chứ đừng nói đến các loại hoa cỏ trên núi. Mỗi lần đến Trúc Lâm Tự, nàng đều lẻn ra từ cửa sau, đến phía sau núi tìm hoa cỏ, khoáng thạch, vân vân. Trúc Lâm Tự khá linh thiêng nên có rất nhiều người đến dâng hương trả lễ. Trong tránh điện ba gian nhỏ bé treo đầy những giải lụa đỏ do khách hành hương dâng lên để tạ ơn thần Phật. Quý Diệu Đình, 17 tuổi, đã đính hôn với con gái thứ tư của Trương Viên Ngoại trong chấn tháng trước. Cuối năm nay, Trương Tứ Nương sẽ được gả qua đây. Trước đó, Quý Phu Nhân đã từng cầu nguyện ở Trúc Lâm Tử. Năm nay, ước nguyện của bà thành hiện thực khi tìm được một nàng dâu hiền lành nết na cho con trai, bà vui mừng khôn xiết. Gần đây phường nhuộm nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, thiếu người làm, quý thị liền gọi quý anh anh đến chùa treo giải lụa đỏ tạ ơn thần Phật. Đến cổng trúc lâm tử, quý anh anh quay đầu lại nhìn. Vẫn có thể nhìn thấy xe ngựa nhà mình từ xa. Biết quý phu nhất định đang ngồi trong quán trà, nàng và Tương Nhi vừa bước vào cổng chùa thì đã cười khúc khích, dặn dò Tương Nhi. Ngươi đi treo giải lụa đỏ và dâng hương đi còn phải cúng dường 50 đồng tiền dầu mè nữa đấy. Tương Nhi tính tình hiền lành, không dám cãi lời, hai đầu ngón tay níu lấy ống tay áo quý anh, anh không chịu buông. Được rồi, được rồi, ta biết rồi. Phải đợi quý thúc cùng ăn cơm chay mà. Ta sẽ quay lại sớm thôi. Quý anh anh gạt tay Tương Nhi ra, sách váy chạy về phía cửa sau. Quý thúc mà đến thì nói ta đi nhà sĩ rồi nhé vài khách hành hương trong chùa phì cười. Làm gì có cô gái nào lớn tiếng nói mình đi nhà xí chứ? Cũng may là ở vùng thục, con gái tính tình ngay thẳng bộc trực chiếm đa số nên khách hành hương cũng chỉ cười cho qua chuyện. Nếu không thì danh tiếng của quý anh anh đã bị bôi nhọ khắp phố lớn rồi. Tường nhi xấu hổ không dám ngẩng đầu. Vội vàng mang theo giỏ tìm sư phụ trong chùa để treo giải lụa đỏ. Quý anh anh chạy vào rừng sau núi, cố ý bước nhẹ chân, thỏ đầu ra tìm người. Hầu như mọi hộ gia đình ở Ích Châu đều có nghề diệt lụa. Từ thời nhà Hán, quan lại đã có tục mặc áo gấm. Gia đình họ Triệu, hàng xóm của nhà họ Quý cũng là một gia đình giàu có về nghề diệt lụa, hàng năm đều tham gia cuộc thi đấu gấm ở Ích Châu, cạnh tranh để giành lấy vinh quang vua gấm. Nhà họ Triệu cũng là khách hàng lâu năm của xưởng nhuộm hoán hoa. Quý Anh Anh và Triệu Tú Duyên, con trai thứ hai của nhà họ Triệu, là Thanh Mai Trúc Mã. Khi lớn lên, hai người không còn tiện qua lại như trước nữa. Nhưng tình nhân thì có thể ngăn cản sao được. Hai nhà cách nhau không xa. leo lên gác cao nhà họ Triệu có thể nhìn thấy khuê phòng của Quý Anh Anh từ xa. Quý Anh Anh mỗi khi ra ngoài thì chỉ đến Trúc Lâm tự dâng hương. Một ngày trước, nàng đặt một chậu hoa trạng nguyên trên cửa sổ ngày hôm sau, triệu tú duyên sẽ tìm cơ hội chạy đến trúc lâm tử. đây không phải là lần đầu tiên hai người hẹn hò bí mật như vậy. quý anh anh nhìn thấy sau lưng hoàng giác thụ hiện ra một góc vải cẩm y màu xanh nhạt, nàng hiểu ý cười. nàng nhìn lên, tháo xuống một cọng cỏ đuôi chó, trên đó có một con sâu lông màu vàng dài gần một tấc. nàng lén lút đi đến phía sau cây, bất ngờ đưa cọng cỏ tới đắc ý chờ nghe triệu tu duyên kêu lên hoảng sợ trong khoảnh khắc cổ tay của nàng bị nắm lại quý anh anh bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn nàng không ngẩng đầu vùi mặt vào ngực ôm lấy eo hắn mà giận dỗi thật là làm ta giận mình sao ngươi lại không sợ hả dương tĩnh uyên giơ tay tránh đụng vào nàng hắn cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang tựa vào ngực mình không nhịn được cười ta nói này tiểu nương tử, nhảy vào ôm người như thế này có được không? Không phải là tu duyên ca ca. Quý anh anh hoảng sợ, tim đập nhanh. Nàng dùng sức đầy người đàn ông trước mặt, giả vờ như người mù, đưa tay sờ soảng. Ngươi không phải là đại ca ta. Ca ca, ngươi đâu rồi? Ca. Ta bổ nhào vào anh ruột mình như vậy, chắc sẽ không ai hiểu lầm ta chứ. Quý anh anh xấu hổ và giận dữ, rất muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống. Diễn như thật, chật chật. Dương tỉnh uyên nhìn quý anh anh, thấy nàng bỗng nhiên đỏ bừng mặt mà lắc đầu. Nàng sẽ không nghĩ hắn cũng bị mù chứ. Không hiểu sao, hắn bỗng nhiên muốn trêu cô gái này, khom lưng nhặt con sâu lông trên cọng cỏ để chặn đường quý anh anh. Ai da, hiểu lầm rồi. Hóa ra là cô gái tìm anh trai mình mà mắt bị mù người mới là kẻ mù không biết ai mà dám kéo cô gái vào lòng không biết xấu hổ quý anh anh thầm mắng trong lòng nhìn con sâu lông càng lúc càng tiến gần mũi mình đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông vàng quý anh anh không sợ sâu lông nhưng cũng không thích nó gần mặt mình nàng trợn mắt nắm chặt tay hắn mà dám để sâu đụng vào mặt nàng nàng sẽ đánh cho mặt hắn tràn đầy hoa đào còn giả vờ nữa sao? Dương Tĩnh Uyên không tin. Hắn cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt quý anh anh, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng phản chiếu hình ảnh của hắn. Gần sát hơn, hắn thấy canh mũi xinh đẹp của nàng khẽ động vì căng thẳng, tư người nàng thoang thoảng mùi hương hoa đào, làm hắn không khỏi sao xuyến. Dương Tĩnh Uyên có chút ngượng ngùng đứng thẳng người, thấy quý anh anh vẫn chừng mắt, không chớp mắt giả vờ không thấy. Cô nàng này quyết không nhận thua, giả vờ đến cùng. Hắn vẫn không tin. Hắn giơ cao lá cây, lẩm bẩm: "Không biết trên tóc rơi xuống một con sâu lông thì cảm giác thế nào nhỉ?" Ai muốn trên đầu tóc bò con sâu lông chứ? Quý anh anh sững người, chẳng buồn giả bộ nữa. Nàng nghiêng đầu, chạy vội hai bước, chỉ thẳng mặt Dương Tĩnh Uyên mà mắng: "Ai bảo ngươi trốn sau cây lén lút hả? Ta có muốn nhận nhầm người không?" đặt sâu lông lên tóc tiểu thư, là việc bậc trượng phu làm sao? Nói ta yêu thương nhung nhớ, ta chỉ là nhận nhầm người thôi. Ta cho ngươi bậc thang xuống mà ngươi không xuống, lại còn cố tình chọc tức ta. Đừng tưởng có tiền, ăn mặc đẹp là có thể công khai giỡn mặt thiên hạ nhé. Cuối cùng cũng biết thế nào là, má cứt bên ngoài cạn sạch. Dương tỉnh uyên chỉ thấy môi nàng trên dưới đảo liên hồi, một chàng dài không ngừng nghỉ tuôn ra hắn tiện tay ném cành cây, túm lấy tay nàng. Nói xong chưa? Còn muốn nghe nữa à? Quý anh anh không chịu thua, cũng nắm chặt tay hắn chừng mắt. Dương tĩnh uyên bỗng thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Nói tiếp đi, nói khác ta mua trà lớn cho mà uống. Hứ! Quý anh anh khịt mũi quay đầu bỏ đi. Một chén trà lớn mà đòi nghe bổn cô nương kể chuyện cổ tích, mơ đi. Bộp! một túi tiền rơi xuống chân nàng. năm mươi lượng bạc có thể nghe chưa? bạc thời này một lượng đổi được một nghìn đồng. người khá giả chi tiêu một năm cũng chỉ hai ba mươi lượng. phường nhuộm hoán hoa làm cật lực cả năm lợi nhuận cũng chỉ ba bốn trăm lượng. hắn ra tay tới năm mươi lượng. quý anh anh lớn thế này tiền riêng chưa bao giờ có tới năm mươi lượng. quý gia sợ nàng mua thuốc nhuộm học nghề. Xin một đồng cũng bị hỏi tới hỏi lui. Nay thấy số bạc lớn, nàng không thể giấu vào túi mình, quý anh anh tức điên. Nàng dùng sức đá túi tiền về phía hắn. Tăng giá, 500 lượng kể nửa canh giờ cho ngươi nghe. Nói rồi nàng chạy đi, vừa chạy vừa lẩm bẩm. Người so với người chết người. Sau này ta phải kiếm thật nhiều thật nhiều bạc, muốn mua thuốc nhuộm gì thì mua. Dương Tĩnh Uyên từ nhỏ luyện võ tai thính. Nghe loáng thoáng lời quý anh anh, hắn không nhịn được cười. Tiểu thư này thật đáng yêu. Hắn giật mình, nếu chỉ là tiểu thư nhà nghèo, cưới về vừa lòng mình lại vừa đáp ứng yêu cầu mẹ cả. Hắn còn phiền não gì nữa? Hắn không tin cả ích châu thành này không tìm được người vừa ý mình. Có được sự ủng hộ của nhà vợ hay không, hắn không quan tâm vẫn hơn là để mẹ cả ép cưới phải cô tiểu thư đỏng đành, khó chịu. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 3, hai chi ký. Tương Nhi thấy quý anh anh vào từ cửa sau, vội thở phào, mặt mày tươi giói nghênh đón. Tiểu thư, người về nhanh quá. Nhanh sao? Quý anh anh buồn bực đá cỏ. Muốn gặp người mà chẳng thấy, bực cả mình. Nàng ủy oải nói. Còn sớm mà, ta đi xin quẻ đây. Nàng vào điện chính, thành tâm lắc ống thẻ. Nghe tiếng thẻ rơi xuống, Quý anh anh nhặt lên xem. Thẻ che ghi quẻ thứ 11. Nàng mang thẻ đến chỗ vị sư già ngồi bàn khác họ. "Sư phụ, xin giúp con giải quẻ này." Quý anh anh mấy hôm nay đến một lần, sư cụ đã quen mặt, cười hề hề nhận thẻ, liếc qua số liền hỏi. "Thí chủ muốn cầu gì?" quý anh anh chẳng ngại ngần nói cầu nhân duyên với triệu tu duyên, cười tinh quái. Xem quẻ là biết ngay thôi mà. Trong ống có 384 thẻ. Mỗi thẻ sư cụ đều thuộc lòng. Quẻ thứ 11 là hạ hạ kiêm. Quẻ ít, vô ảnh vô tung khó tìm kiếm, gần xa cách trở, đất bằng nổi sóng gió, tựa như cười mà thành khóc. Mọi sự bất lợi. Sư cụ nhìn gương mặt xinh đẹp của quý anh anh, không cần đoán cũng biết cô nương này cầu duyên. Ông không muốn làm nàng buồn, lật dở sách quẻ dày cộp. Tiểu thí chủ không biết mình muốn cầu gì, là tâm chưa thành. Tâm không thành thì quẻ không ứng. Quý anh anh cúi đầu, mũi giày khẽ đầy đám cỏ trong kẽ đá, nghĩ đến ánh mắt say đắm và dáng người cao giáo của triệu tu duyên, mặt nàng ửng hồng. Ai bảo nàng tâm không thành? Nàng chỉ là ngại nói ra thôi. Sư phụ, đây không phải quẻ thứ 11 sao? Đúng nó đấy, đừng lật nữa. Mau giúp tiểu thư đây giải quẻ đi. Tài Hà còn đang chờ đây. Giọng nói chen ngang khiến sư cụ và Quý anh anh đồng thời ngẩng đầu bực bội. Liên quan gì đến ngươi? Sư phụ, giữ quẻ này cho con. Con sẽ quay lại sau. Quý anh anh nhận ra người đàn ông trong rừng sau núi, tức giận bỏ đi. Sư cụ cũ cũng bực mình. Ông còn định nhờ quý anh anh thiêu giúp áo cả xa. Ông. Bộp. Một tiếng đóng sách lại, đứng dậy nói. Lão nạp một ngày chỉ dài mười quẻ. Ngày mai thí chủ quay lại. Ai bảo sư cụ hết cách? Sư cụ liếc nhìn mặt trời, nghĩ thầm phải dặn dò nhà bếp thêm mắm muối vào đồ ăn của tên công tử bột láo sược này. Trúc Lâm tự nhỏ, nhà ăn chỉ có một gian lớn, trừ phi là gia đình lớn bao tròn, muốn yên tĩnh, còn không thì khách hành hương đều ăn chung ở đây. Trong nhà ăn có tấm bình phong ngăn nam nữ. Dương tĩnh nguyên ăn hai món, uống hai chén trà vẫn không hết khát. 18 tuổi đang độ ăn lớn, Dương tĩnh nguyên cố ăn thêm hai bát cơm trắng cho đỡ đói. Hắn thấy mọi người xung quanh tấm tắc khen ngon, biết ngay là sư cụ cố tình chiêu mình hắn cũng thật tâm đến trúc lâm tự xin quẻ. đợi mãi sư cũ vẫn đang tán gẫu với cô nương hoạt bát kia chồng nàng có vẻ đang yêu cầu duyên mà lại ngại nói hắn tò mò mới bước lên xem quẻ của nàng vừa xem hắn suýt bật cười cô nương này nhân duyên không thuận quẻ về mình lại là quẻ thưởng. không giải quẻ thì thôi cần gì trêu ngươi ta thế Bên kia bình phong vọng đến tiếng cười trong trẻo của quý anh anh. Dương Tĩnh Uyên lại thấy bực bội. Không cho hắn ăn ngon, hắn cũng không để nàng yên. Vô ảnh vô tung khó tìm kiếm, gần xa cách trở, đất bằng nổi sóng gió, tựa như cười mà thành khóc. Quẻ 11, Hà Hà Kiêm. Ôi chao, mọi sự bất lợi. Hắn đọc xong liền vảnh tay nghe ngóng. Quý anh anh nghe rõ mồn một thì ra quẻ là như vậy. Triệu tu duyên chưa từng thất hẹn. Hôm nay sao lại không đến? Lần trước gặp, chàng đã nói sẽ nhờ bà mối đến cầu hôn. Hôm nay lại nuốt lời quý anh, anh cũng thấy bực bội. Nàng không ngờ tên sau bình phong kia lại dám xem trộm quẻ của mình, bèn véo tương nhi, thì thầm. Khóc nữa đi. Càng thảm càng tốt. Về thành mua bánh nướng đường đỏ mới ra lò cho mà ăn tường nhi thích nhất bánh nướng đường đỏ đi theo quý anh anh lúc nào cũng mong được ăn một cái cho đỡ thèm quý anh anh đã dặn nàng không dám không nghe lại thêm bánh nướng đường đỏ quá hấp dẫn tường nhi quyết định nhanh chóng vùi đầu vào tay khóc lớn nghe quý anh anh nói dương tĩnh uyên nhận ra giọng nàng tiếng khóc thì hắn không chắc nghe người kia gào khóc thảm thiết hắn thấy mình hơi quá đáng Người ta cầu duyên, sư cụ còn không nỡ nói quẻ sống. Đồ ăn trong chai đâu phải nàng nấu, cần gì chút giận lên nàng. Trong lúc cấp bách, Dương Tĩnh Uyên nhớ ra mình rút quẻ thứ 15, cùng quẻ 11 nằm chung một trang. Hắn đã xem qua là không quên, nhớ rõ quẻ viết. Ấy chết, ta nhớ nhầm rồi. Quẻ một hình như là ý ở chỗ nhàn rỗi tin tưởng tương lai, cố nhân phương xa tự tìm đến, chân trời nhạn đưa tin một đóa mai nở báo xuân về. Là quẻ thượng đấy. Vạn sự như ý, tất có thể thành, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Sao ta lại nhớ nhầm được nhỉ? Vừa dứt lời, tiếng khóc bên kia cũng ngừng. Hắn thấy quý anh anh từ cửa thiền phòng cười hì hì ló đầu ra, vui vẻ. Quý thúc, con rút được quẻ thượng rồi. Vui quá. Chờ thúc ăn xong chúng ta về nhà thôi. Nói rồi nàng cười với Dương Tĩnh Nguyên lông mày nàng khoa trương nhướng lên hạ xuống rất đắc ý dương tĩnh uyên không khỏi bật cười quý anh anh rụt đầu lại tiếng khóc bên cạnh cũng im bặt dương tĩnh uyên thấy một người đàn ông phúc hậu đứng dậy vội vàng đuổi theo ngón tay khẽ kéo làm rơi chiếc tẩu trên đai lưng của ông ta hắn gọi với lại đại thúc đồ của ông rơi kìa quy phú không biết có bị lừa không nhặt tẩu lên quay lại vái dương tĩnh uyên cảm ơn công tử đại thúc khách sáo quá đại thúc là người ở đây à tại hà dương tĩnh uyên phủ ích châu nghe đồn trúc lâm tự linh thiêng nên đến xin quẻ không biết quanh đây có chỗ nào ngắm cảnh không quý phú là người của phường nhuộm thấy nhiều gấm vóc ông nhận ra chiếc áo gấm đỏ thiêu hoa sen trên người dương tĩnh uyên là dùng tơ đỏ quý gia nhuộm Tờ đỏ quý gia nhuộm mỗi loại đỏ đều đại diện cho hoa cỏ bốn mùa. Xuân có mẫu đơn hồng, hải đường hồng, hạnh đào hồng, hạ có hoa hồng anh đào. Thu có thu sắc, đông có đông hồng. Người mặc loại gấm đỏ này nhất định là công tử nhà quyền quý. Quý gia năm nay có cung cấp một lô gấm đỏ hoa sen cho Dương Gia và Triệu Gia ở Ích Châu. Nghe Dương Tĩnh Nguyên nói đến từ Ích Châu, Quý Phú không khỏi hỏi thêm có phải công tử là người nhà họ Dương, nhà buôn gấm nổi tiếng không? Dương Tĩnh Uyên vốn không muốn dùng danh tiếng gia đình, nhưng hắn muốn biết cô nương đáng yêu kia là ai. Hắn tươi cười gật đầu. Tài Hạ là con trai thứ ba nhà họ Dương. Quý Phú vội vàng tự giới thiệu. Tiểu nhân là người làm của phường nhuộm hoán hoa, theo tiểu thư nhà ta đến đây dâng hương. Nếu công tử không chê, tiểu nhân sẽ về báo với chủ mẫu, để bày tiệc đón gió cho công tử. À, thì ra là tiểu thư quý của phường nhuộm hoán hoa nổi tiếng. Dương Tĩnh Nguyên đã có thông tin cần biết, liền từ chối quý phú. Ta có việc gấp phải về Ích Châu. Hôm khác nhất định đến bái phòng quý phường chủ. Xin cáo từ. Quý phú chỉ là gia nhân, không thể giữ chân công tử nhà họ Dương. Ông đành bất lực, chỉ thấy tiếc nuôi. Cả Ích Châu Phủ dọc hai bên bờ hoán hoa khê không biết bao nhiêu phường nhuộm. Quý gia nổi tiếng là thế, vẫn không tránh khỏi cạnh tranh khốc liệt. Ông thở dài, ra khỏi Trúc Lâm tự kể chuyện này cho quý anh anh. Quý anh anh bĩu môi. Cầm vương dương gia thì đã sao? Có gì hơn người? Thu này đấu gấm, triều gia nhất định vượt mặt dương gia, giành lấy danh hiệu cầm vương, rồi sẽ được người ta gọi là cầm vương triều. Trên đường về, Quý anh anh ngó nghiêng khắp nơi, sợ lỡ mất Triệu Tu Duyên. Mãi đến khi xe ngựa vào thành, nàng mới hết hy vọng. Nàng chợt nhớ đến quẻ kia. Không, không thể nào, chắc chắn là quẻ sau mới đúng. Tu Duyên nhất định có việc bận nên mới không đến được. Chắc vài hôm nữa nàng sẽ gặp chàng. Một hai tháng mới gặp nhau một lần, Quý anh anh không khỏi nhớ Nhung Triệu Tu Duyên. Vừa đi chúc Lâm tự rồi, còn cớ gì để ra ngoài nữa đây? Bánh nướng đường đỏ mới ra lò nóng hổi, vỏ vàng giòn, cắn một miếng, đường đỏ chảy ra thơm lừng. Quý anh anh và Tương Nhi ngồi trong xe ngựa ăn đến dính đầy tay, hai người cười khúc khích liếm món tay. Cùng chia sẻ bí mật nhỏ, tình cảm chủ tớ càng thêm gắn bó. Ăn xong bánh, Quý anh anh vui vẻ nghĩ cách để ra ngoài chơi tiếp chương 4, mọi chuyện bất lợi. Vào cửa chính, Quý Anh Anh chạy ngay đến chỗ Quý Diệu Đình ở tiền viện, tay sách bánh nướng đường đỏ còn nóng hổi, reo lên. Ca ca, muội về rồi. Mua bánh nướng cho huynh nè. Quý Anh Anh đẩy cửa phòng ca ca, ồ, người đâu rồi? Lại đi phường nhuộm nữa sao? Nàng đặt hai chiếc bánh lên bàn. Dẫn tường nhi vào nguyệt lượng môn ở hậu viện. Vừa đi qua giàn kim ngân, quý anh anh giật nảy mình. 11 thợ nhuộm đang quỳ giữa sân trước nhà chính. Quý ma ma tay cầm roi đứng oai phong lẫm liệt dưới mái hiên. Các vú già trong nhà đều nghiêm chỉnh đứng cạnh bên. Cửa nhà chính mở toang, từ xa đã thấy bộ cầm y xanh hoa sen quen thuộc trên bàn bát tiên, là bộ mẫu thân mặc sáng nay. Bên cạnh là bộ hồng y rực rỡ, khỏi nói cũng biết là của ca ca. Quý Anh Anh và Tương Nhi trao nhau ánh mắt ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Có phải tơ nhuộm bị hỏng mông? Hay là lúc nhuộm bị rối tung lên? Nàng theo bản năng đưa món tay lên miệng ra hiệu cho Tương Nhi im lặng. Hai người men theo chân tường định chuồn ra ngoài. Phu nhân, tiểu thư đã về. Quý phu nhân không nhìn thấy, nhưng quý ma ma đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tay mắt của bà. Một tiếng hô lớn, quý anh anh giật mình quay ngoắt lại không gặp mẫu thân cũng không được nhưng nàng nghĩ lại ta sợ gì chứ sáng sớm đi lễ tạ thần ta có làm gì sai đâu còn có công nữa là khác quý anh anh cười hì hì bước vào mẫu thân con mới về mua bánh nướng đường đỏ còn nóng hổi mẹ ăn thử xem để con pha trà cho mẹ bốp quý phu nhân đập mạnh xuống bàn ra quỳ dưới mái hiên. Mẹ, sao thế? Con mới về, chưa làm gì cả. Sao lại phạt quý? Quý anh anh bĩu môi phụng phiểu. Quý phu nhân chỉ tay về phía nàng, run run, rồi đột ngột quay sang, chỉ tương nhi đang cúi đầu đứng ở cửa. Đem nó ra ngoài bán. Tương nhi sợ hãi khuỵu xuống, khóc lóc. Phu nhân tha tội, đừng bán con. Con xin lại phu nhân. Quý ma ma vung tay, hai bà vú già cầm dây thừng đến trói người. Khoan đã. Thấy mẫu thân nổi giận với tương nhi, quý anh anh biết chuyện vào phường nhuộm lấy thuốc nhuộm đã bị phát hiện. Nàng vội quỳ xuống nhận lỗi. Mẹ, con sai rồi, con không vào phường nhuộm nữa. Không liên quan đến tương nhi. Nó 6 tuổi đã được bán vào nhà mình, mẹ thương nó đi. Con nghe lời mẹ, con thề không bao giờ bước chân vào phường nhuộm nữa. Xin mẹ, mẹ ơi. Con trai ngoan ngoãn nghe lời, hơn con gái đần độn trăm lần. Và lại, con trai là người nối nghiệp. Quý phu nhân không còn cách nào khác. Bà không mong phường nhuộm hoán hoa sẽ phát triển rực rỡ trong tay con trai. Chỉ cần quý diệu đình nhớ kỹ bí quyết gia truyền, giữ gìn được cơ nghiệp là đủ rồi. Trừ phi quý anh anh không lấy chồng, ở vậy cả đời, quý phu nhân tuyệt đối không truyền lại bí quyết cho nàng con gái 16 tuổi, xinh đẹp, sắp đến lúc gả chồng. Quý phu nhân không nỡ hủy hoại cuộc đời con. Nhưng sao nó cứ không nghe lời thế này? Quý phu nhân nhìn quý anh anh mặt dày mày dạn, tức không nói nên lời. Lại thế? Con coi lời thề như cơm bữa à? Hôm nay một kiểu, mai một kiểu. Quý anh anh, hôm nay không chị con, con sẽ không bỏ được cái tật này. Quý phu nhân lạnh lùng, không một nụ cười quý anh anh lớn lên nhờ roi vọt. Quý phu nhân không bỏ mặc nàng, là còn đường sống. Nàng quay đầu nhìn tương nhi đã bị trói, nước mắt lưng chồng nhìn mình. Mới một phút trước hai người còn vui vẻ ăn bánh nướng, quý anh anh không thể trơ mắt nhìn tương nhi bị bán đi. Nàng dập đầu thật mạnh xuống nền đá, chán lập tức sưng đỏ, nước mắt chảy ra, lần này không phải giả vờ. Mẹ, mẹ cho tương nhi làm nha hoàn cho con đi hai chúng con sẽ ở trong viện kia cùng nhau theo thùa may vá sau này con thật sự không vào phường nhuộm nữa con biết bí quyết không thể truyền ra ngoài thục hồng tơ hoán hoa tơ con chưa từng nhuộm lần nào mẹ không tin thì cứ hỏi ca ca quý diệu đình nghe tiếng chán muội muội chạm đất tim cũng run lên chán muội muội trắng nón sưng lên ngay trước mắt hắn thấy đau lòng hắn vén vạt áo quỳ xuống bên cạnh quý phu nhân. Mẹ, bí quyết nhà mình chỉ truyền miệng. Con chưa nói nửa chữ nào. Muội muội hiểu chuyện, nó cũng không hỏi con. Là con dẫn nó vào phường nhuộm, lỗi là ở con, mẹ muốn phạt thì phạt con đi. Chỉ cần mẹ nguy giận, đánh con bao nhiêu roi cũng được. Nếu chỉ là quý anh anh phạm lỗi, quý phu nhân có thể lấy roi lông gà trong bình xứ xanh ra mà đánh nhưng đây lại liên quan đến đứa con trai duy nhất là mạng sống của bà bà không nỡ động đến một món tay nhưng hôm nay là phải lập uy bà không có nhà quý mama không canh chừng được đám nha hoàn kia dám để quý anh anh vào phường nhuộm còn cho nó làm thuốc màu nhuộm đồ nhà họ quý mà không nghiêm trị khó tránh khỏi kẻ gian nhân cơ hội thuộc hồng tơ phường nhuộm nào cũng làm được lỡ có kẻ trộm thuốc nhuộm Bí quyết nhà họ Quý sẽ bị lộ mất. Quý phu nhân nghĩ đến đây, không cho con cái đứng dậy, trực tiếp phân phó. Đánh 10 roi cho mỗi người làm nhuộm tơ. Tương Nhi thêm 10 roi. Lần sau để ta biết ai dám trái quy định của phường nhuộm, không cần bán, đánh chết luôn. Tương Nhi, đánh xong thì đưa tiểu thư vào hậu viện, đợi lành vết thương thì cùng Lăng Nhi hầu hạ tiểu thư. Hai đứa quỳ đây mà xem. Quý ma ma thi hành gia pháp. Vâng, phu nhân. Quý ma ma nhận lệnh, ra hiệu cho các vú già trong sân bắt đầu. Bọn nhà hoàn biết khóc lóc sẽ bị đánh đau hơn, tự lấy khăn bịt miệng lại. Quý ma ma liếc mắt ra hiệu, cây roi trúc vung lên vun vút. Mỗi tiếng roi quất xuống, quý anh anh và quý diệu đình đều nhăn mặt như thể mình bị đánh vậy. Đánh xong bọn nha hoàn, quý anh anh cũng không thoát khóa hậu viện lại, khi nào theo xong 10 quyển kinh thư thì mới được ra. Quý phu nhân tuyên bố hình phạt cho quý anh anh. Bận rộn cả ngày, bà cũng mệt mỏi. Bà sai quý phú đi mời đại phu đến xem vết thương cho bọn nha hoàn, rồi viện tay lý ma ma đứng dậy. Quý anh anh vội đứng lên, nói. Mẹ, sư phụ ở Trúc Lâm tự bảo, kinh thư theo xong mang đến chùa cho sư phụ tụng kinh, rồi mang về đặt trong nhà mình để cầu con cháu đầy đàn. Con theo xong một quyển sẽ mang đến chùa nhờ sư phụ tụng kinh. Thật à, vậy thì tốt quá. Quý phu nhân quả nhiên động lòng. Quý anh anh đang mừng thầm, quý phu nhân lại nói thêm. Theo xong một quyển, ta sẽ sai người mang đến chùa cho sư phụ. Vẫn câu nói cũ, khi nào theo đủ 10 quyển thì mới được ra khỏi cửa. Quý phu nhân nói xong quay vào phòng trong. Quý anh anh tức giận dậm chân, quay người bỏ đi chuyện muội giúp huynh nhuộm mấy vải tơ, huynh chưa nói với ai. May mà chỉ có hai chúng ta biết. Quý Diệu Đình đi theo Quý Anh Anh ra khỏi nhà chính, nói nhỏ. Muội biết, muội sẽ không nói ra đâu, ca ca. Quý Anh Anh kéo tay áo ca ca lắc lắc, mắt liếc xéo về phía nhà chính, nói bóng gió. Huynh đến triệu ra đi. Quý Diệu Đình vừa buồn cười vừa lo lắng. Hắn nhỏ giọng khuyên nhủ. Anh Anh à, Đàn ông giống như cá vậy. Em cho quá nhiều mồi, nó ăn no rồi sẽ không cắn câu đâu. Phải từ từ thôi, được không? Quý anh anh hôm nay vừa bị Dương Tĩnh Uyên nói yêu thương nhung nhớ, giờ lại nghe ca ca khuyên mình phải cẩn trọng, tức giận huyết khuỷu tay vào ngực Quý Diệu Đình, nhớ mày. Ai bảo huynh đi gặp Tu Duyên? Muội bảo huynh đến hỏi xem Triệu Gia hôm nay có chuyện gì. Nếu chàng ấy muốn nói chuyện, huynh không được trả lời, nghe chưa? Muội muội huynh đây rất cẩn trọng đấy, hứ. Tiểu thư Hồ báo, ai cưới nàng chắc mọc thêm ba lỗ tai. Quý Diệu Đình xoa ngực lẩm bẩm đồng ý. Quý anh anh hậm hực trở về hậu viện, vào phòng xem Tương Nhi. Tiểu thư, Tương Nhi đã được bôi thuốc rồi. Lăng Nhi đứng dậy khỏi giường. Tiểu thư, Tương Nhi cảm ơn người. Không bị bán đi, sau này vẫn được ở bên tiểu thư không phải ngày nào cũng phải lội xuống sông giặt vài vóc nữa tường nhi mừng rỡ sập đầu lia lịa trên gối cảm ơn quý anh anh ta cũng không cần ngươi cảm ơn ngươi thật lòng coi ta là chủ tử là được quý anh anh liếc lăng nhi thấy nàng ngoan ngoãn làm như không nghe thấy gì lại thấy bực bội thân phận của lăng nhi nằm trong tay mẫu thân quý anh anh biết cơn giận này của mình thật vô cớ có lăng nhi ở đây ngay cả nói chuyện cũng bất tiện. Quý anh anh liền sai nàng đi bếp lấy cơm tối. Nàng vén tấm chăn mỏng trên lưng tương nhi xem vết thương. Yên tâm đi, phu nhân không nỡ tốn tiền, ra tay có chừng mực thôi. Không nặng lắm đâu, nghỉ vài ngày là khỏi. Nàng chợt nhớ ra điều gì, vội chạy về phòng mình. Thật độc ác, dọn sạch trơn rồi. Quý anh anh nhìn căn phòng trống trơn tức giận nghiến răng đống khoáng thạch nàng lén nhặt về mấy chậu cây cảnh nàng trồng để giấu mẹ đều bị dọn sạch cả chậu cây trạng nguyên dùng để liên lạc với triệu tu duyên cũng bị lấy đi quý anh anh chạy đến giá sách lật tìm tức giận ném sách xuống đất tập mẫu thuốc nhuộm thực vật nàng làm công phu cũng biến mất nàng kéo măn kéo ra xem không nhịn được hét lên mẹ có cần phải thế không không cho con chơi thì thôi ít nhất cũng quy ra bạc cho con chứ con dành dụm hơn nửa năm mới mua được đấy cái cân nhỏ con dao cắt cối đá nghiền thuốc bút pha màu tất cả đều không thấy đâu toàn là đồ ca ca đặc biệt đặt làm cho nàng món nào cũng tinh xảo cái cân còn được làm bằng ngà voi nữa chứ thật đau lòng quá đi quý anh anh hờn rỗi nằm sấp trên bàn lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên giấy vài nét vẽ đã hiện ra hình con sâu lông. Đều tại con quả đen này. Quả nhiên mọi sự bất lời. Trường năm tới cửa giò xét. Sách hậu hán thư từng ca ngợi gấm thành đô. Nữ công nghiệp, y phục thiên hạ. Chấm. Tức là phụ nữ tứ xuyên dệt gấm, may quần áo cho cả thiên hạ buôn bán thật sự quá tốt. Thời Tam Quốc, Thục Hán muốn cùng ngụy, ngô chia ba thiên hạ, thừa tướng ra cát lượng nói. Nay dân nghèo nước yếu, muốn đánh địch, chỉ có trông cậy vào việc dệt gấm. Chấm. Vì thế, ra các lượng tự mình trồng 800 cây dâu để khuyến khích dân chúng trồng dâu nuôi tằm. Nước nhà nghèo khó, mọi người hãy dệt gấm mà bán, có tiền rồi đánh trận tranh thiên hà. Từ đó, ruộng dâu trải dài, trồng dâu nuôi tằm trở thành một cảnh đẹp. Đầu thời đường, bổng lộc của quan lại không phải là tiền, mà là lụa trắng tính theo thước. Tất nhiên, ngày nay chúng ta khó hình dung cảnh mua gạo mua gà không trả tiền mặt, mà đưa nửa thước hay một thước vải. Nhưng khi đó, gấm chính là tiền. Phủ Ích Châu có vô số phường dệt tơ, phường nhuộm, phường dệt vải, phân công hợp tác tạo thành chuỗi sản xuất hoàn chỉnh. Triệu gia là nhà buôn gấm giàu có, sở hữu hơn 2.000 khung cửi và hàng nghìn thợ dệt. Cửa hàng của họ, giống như các nhà buôn gấm khác, mở ở Phủ Ích Châu, vươn tới Giang Nam, tới tận Trường An. Tơ lụa sản xuất ra sau đó được thương nhân vận chuyển theo con đường tơ lụa trên bộ hay đường biển xuống phía nam đến khắp nơi trên thế giới. Những nhà buôn gấm như Triệu gia còn có ruộng dâu, có phường kéo tơ và phường nhuộm riêng. Tơ lụa tự sản xuất không đủ, họ phải thu mua từ các phường khác xung quanh, thậm chí đến các châu phủ ở phía nam để tìm mua. Hàng năm vào mùa xuân hè, đội ngũ bán kén tầm cho triệu gia ở các vùng lân cận phủ ích châu có thể xếp hàng dài dọc bờ hoán hoa khê triệu gia giàu có là vậy phường nhuộm hoán hoa tuy có vài loại tơ nổi tiếng ở ích châu nhưng vẫn chỉ là một phường nhuộm nhỏ tầm trung phường nhuộm kiếm tiền nhờ công nhuộm tơ nhuộm vải tơ lụa và vải vóc đều do khách hàng mang đến nhuộm hỏng là phải đền cả vốn lẫn lời tiền vốn của quý gia đều đổ vào mua thuốc nhuộm trừ tiền thuốc nhuộm và công nhuộm, họ mới có lãi. Sự khác biệt giữa hai triệu gia quý, giống như người ta kiếm trăm triệu, còn mình chỉ kiếm được một triệu. Quý Diệu Đình và Quý Anh Anh rất thân thiết. Muội Muội và Triệu Nhị Lang là thanh mai trúc mã, hai người tự nguyện đến với nhau, hắn ít nhiều cũng biết. Nếu Muội Muội thật sự gả vào Triệu gia, đó là phúc lớn. Triệu Tu Duyên là con trai trưởng. Theo tục lệ, con trai trưởng từ 3 tuổi đã học vẽ, 5 tuổi đã có khung cửi nhỏ do chính tay cha làm, để học nghề dệt gấm gia truyền. Chàng có đủ tư cách tranh giành vị trí người thừa kế với các anh em khác trong nhà. Nếu hoán hoa là một phường nhuộm lớn với hàng trăm thợ nhuộm, có thể giúp ích cho triệu tu duyên. Với điều kiện hiện tại, triệu gia dựa vào đâu mà coi trọng một tiểu thư xuất thân từ phường nhuộm nhỏ. Trừ phi mang bí quyết nhà họ quý cho quý anh anh làm của hồi môn để triệu gia độc quyền cung cấp loại thục hồng tơ thượng hạng điều này là tuyệt đối không thể vì vậy quý diệu đình vừa đi vừa lắc đầu hắn căn bản không tin tưởng vào cuộc hôn nhân giữa muội muội và triệu tu duyên quý diệu đình bước vào cửa hàng tơ lụa triệu ký của triệu gia nằm trong thành a à, quý công tử đến chơi trường quầy cửa hàng tơ lụa tươi cười ra đón nghe nói công tử sắp có tin vui chắc là muốn sắm ít đồ mới. Quý Diệu Đình cũng nhân đó mà nói. Làm phiền lão trường quầy. Đến lúc đó xin mời lão trường quầy đến uống rượu mừng. Nhất định, nhất định. Mời vào trong. Lão trường quầy mời Quý Diệu Đình vào phòng trong, tự tay pha trà, gọi người mang những mẫu vải mới nhất ra. Quý Phương chủ năm ngoái đã đặt làm cho công tử bộ gấm đỏ thấm theo chữ hỷ, thêm hai tháng nữa là xong còn đây là vài tấm vải mới rất hợp để may đồ cưới quý diệu đình chậm rãi xem xét nghe lão trưởng quầy giới thiệu làm bộ suy nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi nhị công tử hôm nay không có ở tiệm sao ta còn muốn nhờ chàng ấy vé giúp mẫu thêu làm gấp một bộ đồ thấy lão trưởng quầy khó hiểu quý diệu đình càng hạ giọng ngượng ngùng nói đồ cho nữ nhân mặc lão trưởng quầy chợt hiểu ra khen quý diệu đình chu đáo. Trương Tiểu Thư thật có phúc. Nhưng em là không kịp rồi. Mấy cậu nhà ta gần đây bị lão gia bắt ở Chu Giàn bị cho cuộc thi đấu gấm tháng 10, sợ là không có thời gian. Đợi qua tháng 10, nhị công tử có vé giúp công tử thì cũng không kịp dệt gấm nữa. Một thợ dệt lành nghề một ngày cũng chỉ dệt được hai tấc gấm. Một bộ gấm nhanh thì 4 năm tháng, chậm thì một năm, thậm chí có khi mất vài năm mới xong. Quý Diệu Đình cười nói. Bây giờ đến Quý Phủ có thể gặp chàng ấy không? Nếu có mẫu vẽ, tìm phường dệt khác dệt vài chiếc khăn tay chắc là kịp. Lão trưởng quầy thấy Quý Diệu Đình muốn gặp Triệu Tu Duyên, suy nghĩ một chút rồi nói. Cái này tiểu nhân cũng không rõ. Công tử cứ đến phủ hỏi thử xem. Chọn xong vài vóc cho mẹ và em gái, Quý Diệu Đình cáo từ ra về. Nếu về nhà nói với quý anh anh rằng triệu nhị lang bận thi đấu gấm không ra ngoài được, có thể sẽ xong chuyện. Nhưng thái độ của muội muội khiến quý diệu đình trần trừ không muốn về nhà. Hắn muốn thăm dò ý của triệu tu duyên. Muội muội đã 16, từ khi đến tuổi cập kê, đã có vài nhà môn đăng hộ đối đến giảm hỏi. Mấy hôm trước còn có một nhà nữa. Mẫu thân cũng hiểu tâm tư của muội muội muốn chờ thêm nhà họ triệu nếu triệu nhị lang không cưới anh anh mẫu thân cũng có thể sớm lo liệu hôn sự cho muội muội quyết định xong quý diệu đình ghé tiệm bánh mua bốn loại bánh khác nhau rồi đi đến triệu phủ cách đó không xa triệu gia giàu có dệt ngấm đã trăm năm con cháu đông đúc nhà cửa dần dần mở rộng sang hai bên lâu ngày nhà chính của họ triệu và các chi khác đã chiếm trọn con ngõ nhỏ trồng cây hòe yên tĩnh không biết đời nào nhà họ chịu được phong cầm vương mà đầu ngõ có một tòa nhà cao lớn đứng ở cổng nhìn vào hai bức tường đá xanh ngăn ra một con ngõ yên tĩnh trong tường cây cối rậm rạp thấp thoáng vô số mái nhà trắng tường đen con ngõ nhỏ đã được người dân địa phương gọi là ngõ triệu gia mỗi lần quý gia giao hàng đều là quý diệu đình tự mình mang đến và thu tiền người gác cổng đã quen mặt hắn thấy hắn xách bánh đến, liền mời vào nghỉ chân, còn một người vào bẩm báo. Không lâu sau có tin báo, phu nhân chủ nhà mời quý diệu đình vào trong. Vào tiền viện, người gác cổng dẫn hắn đến phòng khách ngồi. Chẳng mấy chốc, quý diệu đình nghe thấy tiếng cười nói. Hắn đứng dậy, thấy triệu phu nhân cùng các nha hoàn bước vào. Quý công tử không cần đa lễ, mời ngồi. Triệu phu nhân ngoài bốn mươi, mặc áo gấm đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn trên áo thêu những đoa mẫu đơn nở rộ viền cánh hoa được thêu bằng chỉ vàng đi tới đâu hoa sáng rực tới đó loại vải này được gọi là vân cầm càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho trang phục vốn đã lộng lẫy không phải ai làm nghề dệt cũng được mặc gấm quý diệu đình chỉ có vài bộ quần áo của quý phu nhân và quý anh anh đa phần là vải thô cùng lắm là vải thường để mặc ở nhà Quý Diệu Đình nhìn sang, thấy mama bên cạnh triệu phu nhân mặc một bộ gấm xanh thiêu hoa. Chất liệu vải không khác mấy bộ gấm xanh mới làm của mẹ hắn. Hắn lại một lần nữa cảm thán sự giàu có của triệu gia. Hắn đưa quà, rồi ngồi xuống nói. Mấy hôm trước quý phủ có đặt 10 cân tơ đỏ thấm và 20 cân hoán hoa tơ bên phường nhuộm hoán hoa. Nghe nói cần gấp, 10 ngày phải giao hàng nhưng thuốc nhuộm hiện tại của phường không được tốt lắm mẹ tôi dặn tôi đến hỏi ý phu nhân có thể gia hạn thêm một ngày không hai nhà mình là hàng xóm lại buôn bán quanh năm gia hạn một ngày cũng không sao triệu phu nhân cười tươi như gió xuân không có vẻ gì khó xử quý diệu đình mừng rỡ cảm ơn nhân tiện xin gặp triệu tu duyên không phải tôi không cho nhị lang tiếp khách Lão gia đang bắt mấy đứa nó ở Chu Gia ẩn bị cho cuộc thi đấu gấm tháng 10. À, nghe nói cuối năm công tử sẽ cưới vợ. Quý nhị tiểu thư cũng 16 rồi, đã tìm được người chưa? Triệu phu nhân tỏ vẻ tò mò, như thể chỉ là hỏi bâng quơ. Quý diệu đình hiểu thái độ của triệu gia. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn